khoa học nó cũng nói lung tung, mình biết bay này đi đổi thứ phân tung nữa, rồi cũng vậy mà. Nhưng con đó là tối này lẽ ra cái thằng nhị nó mắc ngồi điện rồi mình cũng nói nha, nó hỏi gì trên á hả, mà tự nhiên cũng biết á, ngồi điện là 3-4 tiếng mà ngu gì cũng biết rồi, mà nghe cái rưỡi thì còn hỏi là nhanh á. Mà ngồi một tiếng thì thôi đi đi ra ngoài để chúng ta hộ pháp rồi kia chưa rồi. Hỏi chơi đi mọi người thôi, chúng ta cái này chúng ta làm gì hả, trả lời sao cũng không có được cả à, để bạn hỏi thì tôi nói chơi đi luôn, thì anh hỏi vậy cũng trả lời vậy. The English to say that, yeah. You got a stupid answer for your stupid question. So don't blame my answer, okay? Huh? Okay, never mind. This all about small things like Big Bang or quantum theory. It's nothing else, you know. So don't worry about it. You okay? Same old questions, Nora. Huh? Same old questions, different language. Yeah, that's right. You got it, honey. You got it. Same old question, different language. That's right. Yeah. And they just ask about small questions, you know, like what's a big bang, you know, and what is a big hole, you know, black hole and all that, you know, and all these stupid questions. So I just give them stupid answers. Yeah? You don't even need to know. Okay, con, you know. Oh, yes. Yeah, con. If you can, any of you, then speak English, yeah? I would appreciate that, and everyone else would appreciate it. Since they're also stupid anyhow, they like they like to hear the question. Dạ con muốn... Không biết nói tiếng Anh. Con không muốn, muốn nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Ok, tại vì nói tiếng Việt, chứ muốn nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Yeah. Tại vì lần đầu tiên con cũng gặp sư phụ. Lần đầu tiên con cũng gặp sư phụ, nhưng mà con rất là xúc động khi mà gặp sư phụ rồi. Tại sao xúc động chứ vậy? Tại vì con xúc động là con được hân hạnh và được có dịp được gặp sư phụ nha. Vậy mà được. Ai có tiện gặp được phải không? Dạ, dạ ở đây thì được rồi, nhưng mà sao tại cũng, vì, con rồi. Con nói vậy là sư phụ hiểu rồi. Hiểu rồi, tại hiểu rồi. Chưa nói hiểu rồi, chưa nói cũng hiểu rồi. Tôi thông minh lắm. Con cũng cảm ơn sư phụ là con tính con bây giờ là con bận con đi học, mà con rất là buồn là con nói không biết là sư phụ có qua hay không, nhưng mà con rất là cảm ơn sư phụ đã về và cho con biết, báo cho con biết, hỏi con là sư phụ nắm tóc con và hỏi xe tóc con rồi hỏi chứ thiền tứ này á, con đi có đi không? Con nói con không biết nữa, không biết sư phụ có cho có đi không, còn con muốn đi lắm nhưng mà con sợ không có gặp sư phụ được. Và con rất là cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở cho con biết là sư phụ đã sẽ qua. Thành ra con rất là mừng khi con nói được, con gặp được sư phụ, con rất là xúc động và con rất là cảm ơn sư phụ. Điều thứ hai là con có điều muốn hỏi sư phụ là khi mà con nằm xuống ngủ á, thì cái ánh sáng rất là xám. Yeah, I listen. Nhưng mà khi con ngồi con thiền quán âm á, thì con không có, con thấy rất là, ánh sáng rất là sáng, con không có biết làm sao, con... Vậy hả? Con control. Thì đổi nó lại. À. Rồi khi con ngồi quán âm á, thì ánh sáng thì đôi khi ánh sáng tới bất tử, con không biết làm sao nữa. Sao rồi kể đó, ánh sáng tới nhiều quá rồi con cũng không biết làm sao. Con tiếp tục nghe, tiếp tục nghe. Dạ. Dạ tiếp tục nghe. Sướng quá rồi còn không biết làm sao. Tại vì con sợ, với đôi khi con cũng con ngờ con... thôi rồi dạ. rồi má ơi, má sướng quá rồi, má còn hỏi cái gì nữa. Ai cũng ước vậy không được, nhiều người ta ước không được tại sao. Rồi với đôi khi á sư phụ, con bị nhức cái đầu á, khi mà con ngồi con thiền á, con hay bị nhức cái đầu nữa đó sư phụ. Uh-huh.
cái tại cô dồn ép tư tưởng quá đó, cứ để tự nhiên nha. Cái giống như là mình nói chuyện với nhau vậy nè. Thay vì nhìn mắt sư phụ bằng con mắt thường thì cũng như mình nhìn sư phụ hoặc là nhìn cái ánh sáng đó bằng con mắt bên trong thôi. Vậy thôi. Chứ đừng có nhăn mặt nhăn mày ngồi đó bắt nó là 5 phút rồi mày xưa rồi mày sao chưa mày chưa tới mày. Dạ. Vậy còn cảm ơn sư phụ rất nhiều ha. Dạ. Tự nhiên nếu mà mình cứ bắt nó quá thì nó nhức đầu á. Cũng như mình suy nghĩ nhiều quá thì cũng vậy thôi. Tức là mình dồn ép cái máu nó tới đây nhiều quá đó thì nó nhức đầu ha. Cái tự nhiên nó không dồn ép vậy, tự nhiên là như bây giờ cô dồn sư phụ vậy có nhức đầu không? Không ha. Có cần phải cái là dùng trí dùng lực gì cực khổ không? Không. Tự nhiên thì giống y vậy, mình ngồi thiền cũng giống y dồn sư phụ vậy thôi. Thay vì mình dồn sư phụ thì mình dồn ánh sáng bên trong, thay mình dùng cặp mắt bên ngoài thì mình dùng cặp mắt bên trong, với y như vậy thôi. Rất là nhẹ nhàng. Tới ánh sáng tới thì tới, không tới mà kệ nữa. Okay. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Thưa sư phụ, con ngày hôm nay con được gặp sư phụ là tại con thì từ nhỏ đến lớn á, con là bên Thiên Chúa giáo. Thì con chưa bao giờ mà con chỉ nghe thánh kinh của Chúa và là phúc âm của Chúa thôi. Thì cũng như ngày hôm nay con đã nhận được sư phụ ngồi đây mà giảng cho bao nhiêu ngàn người nghe, cũng như là Đức Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt con. Là không con dám. Và con nhận thấy đây là không phải là giờ nói thì con không thể nào con diễn tả được. Hiểu. Nhưng mà con muốn nói rằng là ý cô hiểu cũng trong lòng đó, dạ con không thể nói con không thể nói được. Và con xin thưa với sư phụ là con ngày hôm nay con được cái dân duyên này, con không biết nói gì hơn là con chỉ tạ ơn sư phụ thôi. Cảm ơn Chúa đấy. Là con này nào không phải giờ bây giờ thì con nói rằng là với sư phụ xưa nay giờ thì con chỉ được là cái cây mà trồng lên thì con chỉ cầm cái cành cái lá thôi. Ngày hôm nay con được cái cây, con được đứng ngay trong cái cây, con sung sướng quá đi, con không biết lấy gì để mà nói với sư phụ hết á. Con không thể nào con nói những cái thể nghiệm của con nữa, và những cái gì là con chỉ biết là sư phụ đã kéo con rồi. Và con chỉ là ngày cuối cùng là con muốn tìm sư phụ để mà cái ngày con ra đi á, thì con muốn tìm phần hồn của con không biết đường nào, con đang chối với. Ngày hôm nay con được sư phụ là con chắc chắn 100% là con phải là khi mà ngày con ra đi là con phải đi thẳng. Đi theo sư phụ thẳng rồi. Chắc 100%. 100%. Không có trật nửa phần trăm cũng không có trật. Nhiều khi mình ngồi thiền á, cảm nhận được những cái gì đó, hoặc là mình ngộ được những gì, mình nói đâu không được đâu. Càng nói nó thấy nó ngớ ngẩn làm sao đâu, phải không? Khỏi nói ai biết, là mấy bác này biết chơi là biết ha. Ok. Thưa Master, con đã theo sư phụ 5 năm rồi. Con học hỏi những giáo lý của sư phụ rất nhiều, cho nên con không có những câu hỏi về cho riêng con. Nhưng mà có một lần con nghe sư phụ giảng rằng... Lớn chút cô. Dạ, có lần sư phụ giảng rằng là Anan ngày xưa đó, có thể xin với Phật ở lại thế gian để cứu chúng sanh. Bây giờ trễ rồi, đừng xin nữa. Có người xin lâu rồi, tôi nó nô rồi. nhưng mà bây giờ con không biết là nếu bây giờ chúng con xin sư phụ ở lại với chúng trễ con rồi, trễ rồi. Có được ở lại không chi? Ở lại mai mốt bà chết bà bỏ tôi mình á. Bà đâu có sống hoài được đâu, biểu tôi ở lại phải không? Hay ở lại mai mốt cô cũng đâu thấy sư phụ đâu, cô đi lên đó ở một mình chứ còn buồn chết nữa. Just let it be natural. Không có sư phụ này có sư phụ khác thiếu gì, mấy sư phụ kia còn hay hơn nữa, không có la lối ông sùm, không có luyện microphone. This is fun. Tại vì nhất đâu bỏ chạy theo ông Ấn Độ nào đó rầm rầm. They said to me they want me to stay here forever. Can they ask like that? I say it's too late. Somebody asked already long time before, and I say no already. Besides, you will die soon and leave me alone here, you know. And they say no. They only want me. I don't want anyone. I say if this master, if I don't come, someone else will come. Anyone else will come. Any master. They say no. They only want me. I say no. Other master even better. They don't scold people. They don't throw the microphone on the floor. Okay, next. Thôi đừng có hỏi mấy cái đó, mai mốt mình đi chung với nhau cho vui. Hả? Biểu tôi ở đây mình hả? Tụi mình cũng cỡ tuổi nhau không phải không? Nó kiểu sồn sồn không phải không?
À, đi đi chung cho rồi, mai mốt bỏ tôi ở lại đây mình sao? Thôi không chịu đâu. I said that we are almost all the same age together, you know, like middle age, yeah? So if we go, we go together. Why tell me stay here alone? Right? We are almost the same age, right? Most of us. So it's okay if we go together, right? I won't stay here alone anymore. Then I have to see all strangers again. And all of you go on upstairs and enjoy. No. Next, anyone else? I have to speak English sometime for them because I sit there and feel frustrated. Còn hỏi gì nữa không? Không hỏi ha, thôi dòm lẹ, dòm đá đi. Kêu mấy người khác. Ok. Dạ thưa sư phụ, con thì rất thích thơ. Nhưng mà hồi kỳ đi ở Campuchia đó, thì con có được cái tập thơ Vô Tử của sư phụ. Thì thú thật là con đã bỏ 2 giờ thiền để mà ngồi đọc cái tập thơ đó. Thì trong đó có cái bài thơ Sắc Không thì con rất là thích. Giảng cái bài thơ Sắc Không ở trong cái tập thơ của sư phụ đó, có 2 cái câu cuối cùng là rồi nay đây về đâu mà giải thoát, chúng sinh đâu mà độ khỏi luân hồi. Thì xin sư phụ nói thêm về cái sắc không độ ai nữa. Dạ. Đấy, làm việc chơi cho vui chứ. Mấy người là Phật hết rồi, tôi độ ai? Ai cũng là Phật hết, đâu có chuyện gì đâu có làm. Như vậy là lúc đó không đây á, diễn trò này trò kia, làm bà Hoàng, bà Xanh gì đó. Dạ. Rồi tôi cũng làm bà Thanh Hải vậy đó, rồi mình diễn kịch với nhau cho vui cho nó hết ngày á. Chứ nếu không ngồi hoài trên thiên đàng cũng có chuyện làm cũng buồn vậy đó. Thành ra xuống vậy là vậy đó. Ai cũng là Phật hết, hiểu chưa? Biết rồi hả? Thành ra đâu cho quý vị lạy lục gì tôi đâu. Cúng dường thì tôi cũng không được. Hả? Chỉ phải cúng dường. Rồi, hiểu rồi hả? Biết mình là Phật chưa? Biết rồi. Biết rồi thì thôi đi về đi. All right. Hả? Chưa biết vậy thôi đừng làm bộ. Bây giờ đi xuống hả? Rồi, cho đã rồi ha. You surprised to see me? Yeah. After last night typhoon? Never surprised, okay? Never surprised. That's how life is. We always think we take care of one problem, that's it, life is smooth sailing forever. It's not true. Another problem coming. Did you sleep well? I mean, from 4 o'clock till now? The reason why I sleep at home is because I'm more honest, that's all. Any improvements the last day? Yeah. Yes, really? I'm happy for you. It must be. It must have improvements. Or else you just sit there and you not really want to come here, you know? Or just sit there, or just come here because everybody comes, and if you don't come, you feel bad. That is no good. It's like children, you know, sometimes they don't understand what's the meaning of something, but other brother and sister go, they have to go. Yeah, thing like that. And then this is no good for you. Is this finishing? Are you in a hurry to go somewhere? No. Who is going today? Who is leaving today? Raise your hand. Okay. All these people see me already? All these leaving today? Yes or no? Huh? Indonesian? Oh, I didn't know your country exists. Oh, gosh. Very sorry. Why don't you rush up here?
Whoever come go today want to see me, just rush up here, sit around, okay? Don't knock over all these cakes because they are real, okay? They are real. If you want, you come up. If you don't want, you sit there. Anyone else who's coming today and who didn't see me yesterday, you know, a different country, not Taiwan, please, not Taiwan. We don't want to spoil atmosphere today. Actually, I'm not discriminating, but every time, you know, 15 years already, I give them always a chance. So see, don't do this, do that. It's always the same. Sit down, please. It's all right, huh? Make yourself at home. Okay, I'm doing my work. See, many people, it's, we finished in the retreat today, and I want to say once more, I mean, reminding you that if we ever have another retreat, please, the contact person, filter all that you can. Yeah, filter whoever you think is no good. I don't care. Because it's no good to bring, you know, all kind of garbage here and waste a lot of people's time. They don't pay so much money to come here just to listen you on and on and on and on about the same question, and then this is not really important. And some people keep asking me and I answer, but they don't want the answer. All they want is to talk. So whatever I suggest, they say, oh no, that's no good. Suggest, that is no good. Nothing is possible. So why ask me impossible question? For what? You don't come here to release your tension or your emotional problem. You come here to improve yourself. The time is very, very precious for you. You pay so much money and you have to arrange so much things in order to come here. I mean, most of you. I'm not talking about those housewives who has nothing else to do but you know, being fed by the husband and coming here cause trouble for people. Like those last night, for example. Spoiling everything and make so much waste of time of a lot of people. Anyone else who live today can sit here? Yeah? Okay. I must remind you that we come for a spiritual reason, not for material benefit. Even as if Master please touch my head or, you know, hold my hand and all that is all material also. What is the use if I just touch your hand once and then you come home and touch thousands of people, you know, all kind every day? Or sleeping with your non-initiated, whatever that may be, yes. Understand what I mean? What's the use? And the thing is, it's not that if I touch somebody else and you also want. It's not like this. We are spiritual practitioner. I touch somebody else because that person needs it. It's not that you don't need it and you come in. You know, just because he has it, especially Taiwanese people. This kind of wanting is like a very childish. This is not spiritual practitioner. Next time anybody come here with that kind of attitude, please stay home. Come here with competition, with jealousy, with envy and all that, please stay home. Huh? And do your homework first. Like reading spiritual books, meditate a lot more, check up your own inside, yeah? Until you're completely better, and then you come here. Don't just bring all kind of things here and waste people's time. Just sit there and have to listen to your garbage. And tire out the translators. Because even I sit here and I have to listen to all this blah, 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 sometimes, oh, it's already headache. How much more if they have to translate all this garbage? And they sometimes very difficult to catch up with this kind of, you know, kind of housewife, you know, emotional blah. I don't know how you call that. If you are at home and have nothing to do, try something else to do. Yeah? Even a housewife, do some volunteer work or something. Don't stay home and brood and then come here and spread it out on us. We are not sandwich. Yeah, just spread out, you know, like butter. Oh, really? This is abuse, you know. This is abusing people's mental power, huh? And then the translators, they sit there all day and they have to translate a lot of difficult things already. It's one thing you can speak English or Chinese and another thing to translate very specific subjects, yeah?
and such as metaphysical things and spiritual matter, it is very, very difficult. And just sit there and talk nonsense all the time. And blaming me that I don't touch her and touch everybody else. I don't own anybody anything. I touch whomever I want. And that's finished. I told them many times, especially the Taiwanese, you cannot blame me for scolding them. They have more material than any of you ever dream of. I've been there 15 years, you understand, 14 years. And every tape is Chinese. It's only a few in English. And they still have to come here and take time, your time. So please don't blame me, huh? If you do, I cannot do anything about it. I love you too bad. I'm not sorry about it. Okay? I'm not sorry. Don't expect me to say sorry to these people. I don't. I want to take the ID card away and kick them out. That's the way I want to do. But since today is my birthday, I try to be generous. I'm trying very hard, you know, very hard to be generous. Since I teach people to be generous, I'm trying to be an example, but I really want to kick them out. All right, so whoever has birthday today, raise your hand. Come here, sit here. Anybody has birthday, come up. Yeah, even the criminals yesterday also. If you have birthday, come up. We celebrate together. No, you sit up here. The birthday kid, sit up here. Don't cheat me, huh? These people, please check up their birthday later for me. I mean the European birthday, not the Chinese, huh? Hey, come up here. Come up here, brother. Here, on the stage. We celebrate together. Yeah, sit there. Move this one up here. Move this one up here. Just sit up so people know you're a birthday kid. Sit up here. Yeah, yeah. We celebrate together. Why not? Come up here. I don't bite you, huh? Come here. 坐上来. 你把你耳机放上去，可以听到. 好了. And is that it? No more birthday kids? What's the use of celebrating birthday? I just feel older, you know. Just reminded that you're old. Do I look pretty old yet? No. Not really, eh? Still have a chance for a boyfriend, huh? Yeah. Oh my God, I have no time. Even if I have boyfriend, he would leave me, I think. And you have to take care, you know. If you have boyfriend, you know, or fiancé, you have to take care. You have to be totally devoted to that person. Or else, you know? Or else he, you know, he's itching and then he goes somewhere. I don't blame anybody, believe me, I don't have time. Even attendants sometimes are funny, you know why? Because they used to with me joking, you know, making fun every day and cakes and candy and all that, even in private. In private I'm more fun. Yeah, really. When I don't have work to do or I finish some job, I'm more fun. Yeah, I'm fun to be with. They're always laughing. Of course, I'm growling sometimes, but that's another thing. You know, they can bear it with even a lot of makeup. You know, a lot of other goodies coming. Yeah. So whenever I'm busy, you know, I'm a little bit crunchy. No, grunchy, grumpy, grouchy. Oh yes. Also crunchy because very crispy. You know, just don't touch me. It will crack. You know. And then when I'm busy, huh? And then I'm a little bit short, you know, in sentence, and no explanation, and no honey at the end, you know. then things go different, yeah. So make sure you're not like that with your family members. Make sure your love is unconditional. Make sure you love people in all kind of weather, okay? Or else, what is the use if we love a person only when he is good or she is nice? When I need the people most, that's when they leave me. All the time. So please, I hope you don't be like that. Okay? We always have to consider the opponent, I mean the other party, or your companion, situation, and... Situation and what?
the mood, you know. Maybe he's in difficulty right now. That's why his mood is not so sweet. Maybe she has so much work to do and so much headache, so she cannot be so darling like usual. At that time, it's the time when we need to show our most noble quality, the way we want to ourselves to be. It's not that if you be sweet to that person, then he will love you more. Maybe he does, maybe he doesn't. But that is not the point, to be good and to be noble. To be good, to be noble is for ourselves, because we choose to be that way and we want to keep being that way and we feel good about it. Okay, it's not because, okay, now he needs me more. If I show more sympathy, then our love will be stronger. It's not even to be considered. But most of the time, we fail the test. When people are most in difficulty and, you know, they we just leave them. Or we be cold and indifferent. Oh, you're not nice to me. All right, all right, all right. You come and need me soon, you need me soon. Of course they will. Of course they will do that. When they are better mood, eh? When everything's go better, of course they will come around. But then it's too late. That this is not, it's not love anymore. You understand? It's just a need for each other. That's different. Because you're used to with each other and you need each other sometimes out of habit, out of convenience, out of financial security reason, anything, but it's not true love. True love is we stick together thick and thin, especially when it's thin, huh? When it's troublesome. Then we should really bridge over the troubled water. That's what they say in English. Yeah. But most of us fail the test to ourselves, not to our partner. He might leave you, he might stay with you because you're nice or not nice, but you fail yourself, you left yourself. You left the most noble being that you really are. So we should check up on this to our family's member, or whomever that is beloved and dear to us. Most of the time, in critical situation, we just turn our back, and that's just no good. Of course, we have our anger, our frustration, because our partner is not as loving as usual, or whomever that is. But he or she is in different situation, okay? At that time, she's or she is in mental suffering, yeah? It's just as bad or even worse than physical suffering. Yeah, physical suffering, you can take a pill or you can have an injection and it stop, or at least temporarily stop, and you feel the effect right away. Or at least if people in physical suffering, everybody sympathize for her. Yeah, but when they are in mental anguish, and we power more on that, and we turn our back and become cold and indifferent, that is even more cruel, even worse. And that person will be swimming alone in suffering. And especially they trust us as the next of kin, you know, the next person. And then the one that they think, you know, we could rely on, now they could rely on in time of need. And then at that time we just turn around and being snobbish, yeah, because they don't treat us nice, so we just want to revenge. And that is not the time. You can revenge later, when he's in better shape. Just slap him. Yeah, you see, actually, at that time, the person is not usual self anymore. See, he was probably under very great pressure that he lost his own control. It's not really loss of control, but when for example, like when you're in a hurry, huh? Your talk is different, like, tell me that coat, quick, 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 thing like that. But normally you would say, honey, please, can you give me that coat? Is that not so? Yes. Or when you are in pain, for example, you have stomach pain or heartache or whatever, and you scream loud, you know, and anybody come to talk to you, you don't talk in the usual way anymore because you are in pain. Similarly, when you are in the mental pain,
and psychological pain, you talk also very, you know, grouchy way. You know, cross, very crossed. But that is understandable. So if we, any so-called loving partner or family members, do not understand even this very least, very basic concept, then we finished. Then we are really in a bad situation. It's not that the partner will do anything to us, whether he do anything to us later or not, that is no problem. The problem is us. The problem is this